Bạn nào có nhu cầu mua ạc Liên Quân hay ạc Free Fire giá rẻ, truy cập ngay shopnhungday.com. Đây là shop ạc hợp tác duy nhất chính thức của mình, nên mọi người có thể yên tâm khi mua ạc nhé. Đường link shop mình để dưới phần mô tả nha mọi người. Okay. Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình, và mình là Nhung đây. Còn mình nhìn mặt mình ngáo không? Mình vừa mới ngủ dậy thôi mọi người ạ. Thì hôm nay là trường mình, tại vì mình mới bước vào cấp 3 ấy, mà đầu năm thì tất nhiên là trường nào cũng phải đi lao động đúng không? Thì hôm nay là buổi lao động của trường mình mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đánh răng rửa mặt và đi ra lớp thôi. Đây cũng là buổi thứ hai mà mình đi ra lớp mới, tại vì lên cấp 3 là phải làm quen bạn mới các thứ và phải học trong một cái môi trường mới mọi người, bạn bè các thứ đều mới hết luôn, cho nên là mình kiểu dạng bị hồi hộp ý, bị run cực kỳ luôn. Xong kiểu dạng tối hôm qua mình cứ nằm mình suy nghĩ xem mai đến lớp các bạn như thế nào này nọ kia mọi người ạ. Tiện đây thì mình thấy nhiều bạn khoảng cách đối tác của mình như thế nào ý, mọi người xem video rồi làm theo nha. Mình cũng không biết hướng dẫn như thế nào nữa, tại vì tóc mình cứ buộc linh tinh nó ra được như thế thôi mọi người ạ. Không biết là chỗ mọi người như thế nào chứ chỗ mình là khai giảng trực tuyến mọi người ạ. Mình không biết là có quay được video không. Nếu mà quay được thì mình sẽ đăng lên cho mọi người xem, còn không được thì khi nào đi học ý thì mình sẽ quay một ngày đi học bình thường của mình như nào cho mọi người xem bù nha. Ok mọi người ơi, thì mình đã rửa mặt xong rồi nè. Mọi người thấy áo mình không? Mỗi lần rửa mặt là đều bị ướt như thế. À đúng rồi mọi người, nhiều bạn có hỏi mình là mình dùng son gì và màu son gì ý. Thì mình xin trả lời mọi người là mình dùng son BBA và là màu 03 nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ xuống lấy quần áo nha. Trường mình hôm nay bắt buộc phải mặc áo trắng với cả là quần đen ý. Tại vì trường mình hôm nay có quay cái gì mà để khi nào mà khai giảng trực tuyến còn đăng lên hay gì đó, mình cũng không rõ lắm mọi người ạ. Nói chung là kiểu dạng như vậy ý. Thì hôm nay mình mặc quần ba kẻ với cả là cái áo trắng cũ của trường cấp 2 của trường mình. Tại vì mình mới vào trường, nhà trường vẫn chưa phát cho đồng phục mới mọi người ạ. Ok, bây giờ thì mình sẽ thay quần áo thôi. Yeah, boy. Xong rồi nè mọi người. Ôi dồi ôi, cái cảm giác mà 3 tháng rồi chưa được mặc áo trắng, bây giờ mặc cảm giác nó thích thích xong lại lạ kiểu gì ấy mọi người ạ. Đoạn này là mình đang chuẩn bị bôi kem chống nắng nè. Mình cũng chỉ mới tập bôi kem chống nắng vài ngày gần đây thôi mọi người ạ, chứ trước là mặt mình không có dùng gì cả. Và mình có tìm hiểu cảm thấy kem chống nắng nó khá là quan trọng. Mình thấy mấy bạn nữ hay là con gái hầu như ai cũng bôi hết, cho nên là mình cũng tập bôi theo. Kiểu mình khá là sợ nắng ý, cho nên là từ bây giờ về sau đi ra ngoài thì tất nhiên là mình sẽ phải có kem chống nắng rồi. Da mình cực kỳ nhạy cảm luôn, nếu mà ở nắng quá lâu thì mình nghĩ là da mình cháy nắng rất là nhanh luôn, cho nên là mình phải bôi kem chống nắng thôi mọi người ạ. Ok mọi người ơi, thì mình đã bôi xong rồi. Bây giờ thì mình cũng không biết đoạn này mình làm gì, nó cứ giơ tay lên hai hai xong tôi quay nhìn tên đi. Tại vì đi ra trường mình cũng mới bước vào trường cho nên là hơi bị ngại. Mình nghĩ là video này mình cũng chỉ quay vài đoạn ở trường mình như nào cho mọi người xem thôi. Mình đã mặc áo khoác các thứ xong xuôi hết rồi nè. Trời đang rất là mưa to luôn mọi người ạ. A few minutes later. Do vừa nãy trời mưa to quá cho nên là mình không tiện để quay đường đến trường cho mọi người xem như thế nào. Ok thì mình quay luôn ở lớp cho mọi người xem. Đây là hôm qua mấy bạn trong lớp mình đến trang trí nè. Đó, đây là lớp mới của mình. Bạn dễ thương cực kỳ luôn ý. Mình cũng chỉ mới quen mấy bạn có mới chỉ làm quen thôi. Đây là buổi thứ hai mà mình đến trường,
đến lớp mà đông đủ ý, mình vẫn chưa quen hết mọi người ở trong lớp nên vẫn còn rụt rè, với cả là cầm máy quay đi lại nó hơi bị ngại ý mọi người. Ok mọi người ơi, đoạn này thì lớp mình đang dọn dẹp nè. Để tí nữa lớp mình còn quay cái video khai giảng trực tuyến gì đấy, để cái hôm khai giảng còn phát cái video đấy lên hay như nào ý mọi người ạ. Nói chung là mình không rõ lắm. Ok bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem cái đoạn video mà lớp mình đã quay nha. Khuôn viên trường của mình nè, nó chia khu ra mọi người ạ. Khu của mình là khu lớp 10, còn hai khu kia là lớp 11 với cả lớp 12. Còn đây là mấy bạn siêu dễ thương ở lớp mình. Mình phải dành hết can đảm lắm mới dám cầm cái điện thoại xong cứ đi lại ở trong cái khu này luôn ý mọi người ạ. Cái đoạn này là chúng nó buộc hoa với cả là cái nơ lên đầu của mình. Mới vào lớp mà mình đã thiểu năng, đã bộc lộ cái tính cách thiểu năng rồi. Cái tiếp theo là chúng mình sẽ phải xuống sân thể dục để nhổ cỏ mọi người ạ. Tại vì mình không mang cái dụng cụ để đi lao động cho nên là mình phải nhổ bằng tay. Tại vì mình mới vào trường ấy, với cả là mấy bạn này đều là bạn mới hết, cho nên là mình không cầm điện thoại quay cho mọi người xem mấy bạn là mình nhổ cỏ. Còn đây là lũ bạn cũ của mình nè. Ở trường mình có một chiếc gương siêu siêu to khổng lồ luôn, cho nên là mình ngựa ra soi gương điệu điệu một tí mọi người ạ. Tại vì mình quay video vào hôm mùng 3 tháng 9 ý, mà đến tận mùng 4 tháng 9 thì mình mới edit video mọi người ạ. Mà cái hôm mùng 4 tháng 9 đấy thì mình có đi chụp ảnh thẻ. Mình sẽ cắt một đoạn cho mọi người xem nha. Nếu mà cái ảnh thẻ đấy nhìn tạm được thì chắc chắn mình sẽ đăng lên Facebook mọi người ạ. Ok, vậy là đã xong rồi đấy, bây giờ thì mình chuẩn bị đi về thôi. Mình về đến nhà rồi nè, chắc video của mình đến đây là kết thúc. Nếu như mà mọi người thấy hay thì nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Giờ thì bye bye mọi người.